channel của Mi. Và hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới cùng với lại Kyle. Ok, thì đây là một cái video money favorites của Tiên, những cái và Kyle, những cái món mà tụi mình rất là thích ở tháng 11 vừa rồi. Chính xác. Ok. Thì Tiên chưa bao giờ mời một cái bạn nam nào làm money favorite với Tiên hết, cho nên là video này sẽ có những cái thứ mà các bạn trai hay thích, cho nên là ok, mong mọi người sẽ enjoy cái video này và let's get started. Thì món đồ đầu tiên của Tiên chính là nước hoa. Thì đây là cái nước hoa mà Tiên cực kỳ thích dạo gần đây, đó chính là cái mùi này Beach Walk của Replica. Thì cái chai này Tiên mua ở Sephora với giá là tầm 140 đô, tầm 3 triệu mấy á. Nhưng mà cái chai này thật sự rất rất là thơm, cái mùi nó kiểu kiểu hoa hoa. Mason Margiela. Yeah. Okay. Mason Margiela. Thì đây là một cái nước hoa mà Tiên đã sử dụng đến chai thứ hai rồi, và Tiên thật sự là rất là thích cái mùi này. Cho nên là nếu mà các bạn nào muốn cái mùi hơi hoa hoa mà giữ được lâu thì Tiên recommend sản phẩm này. Ok, thì tới lượt Kyle á, thì cái sản phẩm đầu tiên mà Kyle muốn nói tới cũng là một dạng nước hoa. Nhưng mà nó là cho nam. Thì đây là chai Chanel Blue. Kyle cũng mới mua chai này gần đây thôi, và thiệt sự mà nói thì đây là một chai dầu thơm mà Kyle nghĩ tất cả các bạn nam nên có trong tủ đồ, tại vì chai này thiệt sự là rất là thơm, rất là nam tính và cũng rất là sang luôn. Và các bạn cũng biết rồi, Chanel thì giữ mùi khá là lâu luôn á. Thường thì cái mẫu này là cái mùi bán chạy nhất trong dòng perfume dầu thơm của nam á. Yeah, nên các bạn nam, nếu mà mấy bạn nào mà đang phân vân nên chọn mùi dầu thơm nào á, thì Kyle rất là recommend mùi này luôn á mọi người. Ok. Sản phẩm thứ hai thì chắc chắn không thể nào thiếu skincare rồi, và sản phẩm skincare dạo gần đây Tiên đang rất là thích đó chính là sản phẩm Pond's White Beauty Skin Perfecting. Đây là một Tiên được giới thiệu bởi một cái bạn đối tác, hôm đó Tiên có làm việc chung, thì bạn có nói là dạo này thì bạn hay xài sản phẩm này và rất là phù hợp với túi tiền luôn. Thì rất là nhiều các bạn đã hỏi Tiên là muốn recommend cho các bạn một sản phẩm dưỡng da với giá thành hợp lý nhưng mà có dưỡng trắng nữa, tại vì các bạn Việt Nam đang rất là quan tâm đến vấn đề dưỡng trắng, cho nên là đây là một cái sản phẩm mà Tiên nghĩ là rất là hợp với túi tiền của các bạn, chỉ vỏn vẹn với giá là 110.000 thôi. Nhưng mà các bạn có thể xài sản phẩm này vào ban ngày, và nó cũng sẽ có một sản phẩm vào ban đêm nữa. Thì sản phẩm này chuyên về ban ngày, nó có SPF 30 cộng, PA cộng cộng cộng, thì nó sẽ giúp cho các bạn bảo vệ làn da của các bạn khỏi tia UV luôn. Cái sản phẩm này á, ba công dụng chính của nó là làm sáng da, làm mờ vết thâm cũng như là dưỡng ẩm mịn cho các bạn luôn, cho nên là rất là tiện lợi cho mọi người, đặc biệt là sản phẩm này rất là trắng, cho nên Tiên rất là thích. Thì một cái thành phần chính trong cái sản phẩm này đó chính là vitamin Glutabus, là gấp 10 lần so với vitamin C bình thường. Đối với vitamin C bình thường thì các bạn đã biết là nó sẽ có công dụng là làm sáng nè, làm mờ vết thâm nè. Thì đây còn cái sản phẩm này có cái thành phần gấp 10 lần so với vitamin C, cho nên các bạn biết là nó sẽ rất là tốt cho da của mình rồi. Và với giá thành cực kỳ là ưu đãi như thế này thì Tiên nghĩ là đây là một cái sản phẩm không thể thiếu trong tủ đồ các bạn. Đúng rồi đó mọi người. Ok, thì bây giờ tới Kyle thì mọi người biết thì con trai thường thường không có sử dụng make up hay là skin care nhiều, nhưng đối với con trai á, thì Kyle nghĩ tóc là một cái gì đó rất là quan trọng. Nên cái sản phẩm điệu lắm luôn, điệu lên tiền luôn, make up tiền make up rất nhanh nha, quá cái tóc nửa tiếng đồng hồ chưa xong. Yeah, thì Kyle thì đối với Kyle khá quan tâm với chuyện tóc tai của mình. Và một cái sản phẩm mà Kyle rất là thích và không thể nào thiếu mỗi ngày đó chính là wax top của Kyle. Và đây là hãng Gatsby á mọi người. Mọi người có thể tìm sản phẩm này ở khá nhiều chỗ ở Việt Nam, như mọi người có thể order hoặc là điểm nào bán nữa. Watson cũng có bán luôn á. Thì Kyle rất rất là thích cái hãng này. Wax ở trong á nó khá là bền, nó không có làm cho tóc Kyle bị bóng giống như là pomade hay là những sản phẩm khác. Và nó giữ cho tóc của Kyle rất là khô và dựng á trong vòng lâu á. Tóc Kyle cũng khá là khô và khá là khó để giữ được cái độ cứng, nên
nhiều lúc KOL xài sản phẩm thì KOL thấy không có sản phẩm nào ưng ý hết á, nhưng mà khi mà tìm được cái này á thì thiệt sự là nó giữ cho tóc KOL cứng rất là lâu luôn á và đẹp. Ok, sản phẩm thứ ba của Tiên đó chính là một sản phẩm make up. Đây là sản phẩm make up dạo gần đây Tiên xài rất là nhiều. Đây là chính là cái cushion của Kill Cover của Clio. Đây là dòng Clio Kill Cover Foundwear Cushion XP phiên bản update, là phiên bản mới. Thì các bạn biết là cái phiên bản cũ thì cái cover này nó sẽ không giống, cái này sẽ bóng hơn. Thì đây là một cái dạng cushion mà dạo này Tiên rất là thích, tại vì nó nhanh gọn lẹ nè, che phủ rất là tốt nè, tạo được một độ ẩm nhẹ trên da, và nó giúp cho Tiên rất là nhanh trong việc make up. Tại vì Tiên đi làm 2 giờ, cho nên là cushion là cái gì đó 2 trong 1 rất là nhanh, không cần đánh concealer luôn, nhưng mà đánh một lớp cushion thôi là đủ rồi. Thì cái màu Tiên đang sử dụng đây là màu số 4. Thì cái này hiện tại đang được bán ở trong Beauty Box luôn với giá là hình như là 879 ngàn. Nó có một cái cushion refill luôn. Tiên rất là thích Clio tại vì nó luôn luôn có refill, cho nên là khi các bạn xài hết thì có một cái lõi để thay thế nữa, cho nên là Tiên rất là thích. Ok mọi người, thì cái món tiếp theo mà KOL rất là thích trong tháng này đó chính là tote bag đó mọi người. Mọi người chắc là thấy cái sản phẩm này cũng khá là nhiều. Chắc mọi người thấy sản phẩm này hơi bị nhiều rồi đó. Thì thôi cũng nói luôn, đây là tote bag của hãng KOL và Tiên mới cho ra mắt, No Control. Đối với tote bag á, KOL không biết mấy bạn trai như thế nào, nhưng mà KOL nghĩ là thường á thì mọi người nghĩ là tote bag sẽ dành cho con gái nhiều hơn, chỉ con gái mới mang tote bag thôi. Nhưng mà KOL thì nghĩ là tote bag là một cái món đồ khá là unisex, và KOL nghĩ con trai hoặc con gái đều mang, đều hợp và đều đẹp cho cái outfit của mình. Và tote bag là một cái món đồ, nó giống như là một cái món signature. Khi mà bạn mặc một cái gì đó khá là basic á, thì tote bag sẽ là cái sản phẩm làm cho nguyên cái outfit tổng quan của bạn nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó chỉnh chu hơn. Bữa giờ là KOL khi nào mà ra đường á, tại KOL cũng giờ này khá là bận với phải chạy qua chạy lại này nọ, nên mỗi lần KOL đi đâu á thì thay vì mình mang một cái ba lô thiệt là cồng kềnh này nọ, thì KOL để tất cả mọi thứ vô tote bag nè. Thường KOL để laptop, đồ sạc, rồi như quần áo kiểu cầm thay, hay là giống như những cái đồ quan trọng của KOL thì KOL nhét vô này hết. Cái này giá cũng rất là ok luôn. Thì hiện tại á, tote bag á, các bạn có thể tìm ở trên mạng với giá dao động từ 100 cho tới 150. Thì tote hiện tại của KOL thì ở bên No Control sẽ là 120 nha mọi người. Ok, sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm, một cái nhãn mà chắc chắn là các bạn chắc là đã biết là Tiên rất là thích rồi. Đây là một cái nhãn hàng đến từ Hàn Quốc là Roman. Thì Roman đã gửi cho Tiên thật sự rất nhiều quà. Một lần họ gửi cho Tiên là rất là nhiều cây son, nhưng mà thật sự phải nói là Tiên rất là thích son của Roman. Thứ nhất về cái chất son rất là mịn mướt, lên môi mịn như nhung vậy mọi người, giống như velvet vậy. Và khi mà đánh lên môi á, thì nó giữ màu rất là tốt. Sau khi ăn thì nó vẫn để lại một cái lớp tin. Nói chung là Tiên cực kỳ thích cái son này. Không phải nó bias là tại vì nó bán ở trong Beauty Box hay là như thế nào cả, nhưng mà thật sự Tiên phải nói là đây là một cái nhãn hàng Hàn Quốc mà Tiên cảm thấy thật sự hài lòng về chất lượng, về packaging, về cái cách họ PR, về tất cả mọi thứ là Tiên rất là thích. Đây là cái cây son giọng mới của họ, là cây màu 19 Earl Grey Shore. Đây. Yeah, zero velvet tint cho mọi người. Đẹp luôn á mọi người, nhìn thấy Tiên không? Ok, tâm lý đúng không? Yeah. Món tiếp theo của KOL thì nó không phải là một dạng mỹ phẩm hay là accessory hay gì hết, nhưng mà đó là đôi giày mà KOL rất là ưa chuộng và rất là thích luôn á. Mày đúng nhiều luôn mọi người. Yeah, thì cái đôi giày này là mấy đất luôn rồi kìa. Yeah, thì đôi này là đôi Ultra Boost màu hơi tan, màu cream á. Đối với KOL á thì KOL lúc nào cũng ở ngoài đường, lúc nào cũng đi, thì KOL thật sự cần một cái đôi giày mà rất là comfy và cũng rất là stylish luôn. Thì KOL nghĩ đôi Ultra Boost này là một sự kết hợp của cả hai. Và KOL cũng có đôi này cũng lâu rồi, nhưng mà thiệt sự á, KOL thích đôi này là tại vì đôi này á mang càng nhiều càng biết thì nó sẽ càng đẹp. Càng biết là cái gì? Thì
càng biết có nghĩa là càng giống như càng dơ á mọi người. Thì mọi người cũng biết mà giống như cái style á mọi người. Cái style giống như nhiều đôi nha. Ví dụ như Converse nè, ví dụ như Vans nè. Càng dơ thì càng đẹp. Giống như Gucci họ ra nguyên một cái collection mới là giày kiểu dơ luôn á. Kiểu new mà nó dơ luôn á. Cái kiểu mà cũ á dơ dơ nó rất là bụi. Nó làm cho outfit mọi người nhìn đẹp hơn. Sản phẩm cuối cùng mà Tiên muốn nhắc đến ngày hôm nay đó chính là chiếc váy của new collection của Tiên, đó chính là của Her Story. Thì đây là một cái chiếc váy màu trắng rất là basic thôi, nhưng mà Tiên rất là thích cái chi tiết của nó, tại vì đằng trước thì nó sẽ có một cái miếng thun này và đằng sau sẽ có dây, thì mọi người sẽ cột nơ lưng đằng sau rất là đẹp. Tiên sẽ để một cái video insert của Tiên mặc vào để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái váy này. Thì hiện tại tụi mình vừa mới drop rất là nhiều sản phẩm mới của collection lần này, cho nên nếu mà mọi người muốn mua thì nhớ lên Her Story. Sản phẩm cuối cùng của KO á thì sản phẩm này thực sự là không có liên quan gì hết, nhưng mà đây là một sản phẩm KO đã sử dụng khá là nhiều trong tháng này á mọi người. Thì đó là sử dụng nhiều hả? Lại cái món cuối cùng mà KO muốn nói tới á là một sản phẩm, một món ăn mà dạo này Kyle đã ăn rất là nhiều. Đây là mọi người. Thì đây là lấy gì quên rồi. Da cá đúng không? Da cá trứng muối. À đây là da cá trứng muối. Thì Kyle mới tìm được cái hãng này ở Taka hình như tầm được 1 tháng trước. Và cho tới bây giờ Kyle đã ăn khá là nhiều bịch luôn á mọi người, tại vì nó quá là ngon. Nên đó cũng là lý do tại sao mà bây giờ cái hồ bị mụn khá là nhiều quá, nên phải dùng cái makeup mà bé Tiên dùng cho mọi người, cái skincare. Thì á nếu mà mọi người có cơ hội để ăn thử cái này á thì cầu khuyên mọi người nên ăn thử. Giá cả thì hơi hơi chua một chút xíu, nhưng mà cái hồ cái bịch này là 200 mấy. Bịch này là 200 mấy. Mắc. Đó. Nên bữa giờ Kyle có suy nghĩ, ủa tiền của mình đi đâu mất tiêu hả? Hạt gì? Giờ nhìn lại mới thấy á. Nhưng mà nếu mà mọi người có cơ hội để ăn thử cái này á thì Kyle khuyên mọi người Nên ăn thử một lần đi. Bây giờ Kyle không biết là trên Taka còn bán không? Nhất không. Còn đúng không? Nếu mà mọi người muốn thử á thì lên Taka và tìm thử cái này. Kyle thà luôn á, mọi người sẽ bị dính á. Ok mọi người, vậy là đã hết video lần này. Our monthly favorites của Tiên cũng như là và Tiên mong là tháng sau tụi mình sẽ có những cái sản phẩm khác để có thể giới thiệu đến mọi người. Và nếu mà mọi người có content hoặc là idea mới mọi người muốn KO với Tiên làm á thì hãy comment ở dưới để cho tụi My biết nha. Ok, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye. Boom!